Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thao Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Leeds United ở trận ra quân ngoại hạng Anh, Manchester United hành quân đến sân của Southampton với sự hưng phấn cao độ. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Solskjaer không gì khác là giành trọn 3 điểm để lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool. Ở trận đấu này, chiến lược gia người Na Uy chưa xếp Varane thi đấu. Tân binh Sancho cũng không có mặt trong đội hình xuất phát. Trước đối thủ đã từng thắng 9-0 ở mùa giải trước, Manchester United nhập cuộc rất tự tin, chủ động dâng cao đội hình để dồn ép Southampton. Tuy nhiên, đội khách đã vấp phải sự kháng cự rất quyết liệt từ phía Southampton. Trước lối chơi phòng ngự phản công và không ngại va chạm của Southampton, Manchester United không triển khai được những mảng miếng tấn công quen thuộc của mình. Đã vậy, phút thứ 30 của trận đấu, Bruno Fernandes để mất bóng, Southampton phản công nhanh, Che Adams dứt điểm trước vòng cấm địa. Bóng đập chân Fred đi vào lưới trước sự bất lực của thủ môn De Gea. Bị thủng lưới trước, Manchester United tấn công với tốc độ nhanh hơn, nhưng lối chơi đá dát của đội chủ nhà khiến Quỷ Đỏ không tìm được bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Bước vào hiệp 2, Manchester United chủ động dâng cao để dồn ép Southampton. Sau nhiều đợt hãm thành, thì đến phút thứ 55 của trận đấu, Bruno Fernandes phối hợp ăn ý với Pogba trong vòng cấm của đội chủ nhà. Tiền vệ người Pháp sau đó đã có đường kiến tạo để Greenwood ghi bàn gỡ hòa 1 cho Manchester United. Sau khi có bàn gỡ hòa, đội bóng của huấn luyện viên Solskjaer tiếp tục dồn ép Southampton tới nghẹt thở. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã chơi phòng ngự rất tập trung, bọc lót cho nhau rất tốt, bẻ gãy những đợt tấn công của Manchester United. Sau 90 phút tranh tài, Southampton cầm chân Manchester United với tỷ số 1-1. Đây có thể coi là kết quả sốc đối với những người hâm mộ không theo dõi trận đấu này. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì mà Southampton thể hiện, đội bóng này xứng đáng có được một điểm ở trận đấu với Manchester United. Với trận hòa này, Manchester United chính thức mất ngôi đầu bảng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về kết quả của trận đấu này? Theo quý vị và các bạn, Manchester United có thể vực dậy ở vòng đấu sau hay không? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, tin tức bóng đá được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.